Các bạn nhỏ ơi, nhà chúng mình có nuôi thú cưng không? Ôi, giá mà có một em cún thì tuyệt biết bao. Nhà bạn nào chưa có cún cưng thì chúng mình vẽ một em cún ở đây vậy nhé. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh Vbox Kids Coloring. Trong tiếng Anh, con chó là gì? Có bạn nào biết không? Chó là dog, đúng không? Chính xác. Thế cún hay chú chó nhỏ gọi là gì nào? Là gì thế? Là Poppy nha các bạn. Chúng mình vẽ một em Poppy có đôi tai dài cực kỳ dễ thương này. Đây là khoang miệng của em ấy. Em ấy có một cái mũi nhỏ xinh. Em cún còn đang thè lưỡi ra kìa. Lém đỉnh quá cơ. Chúng mình vẽ một đôi mắt to tròn đen láy cho cún yêu nào. Đôi mắt đen như hai hạt nhãn luôn. Đây là một em chó lông khoang, nên chúng mình vẽ những khoang màu trên cơ thể em ấy nhé. À, nhớ vẽ thêm chút lông mi cho em cún cho thêm phần đáng yêu này. Các khoang màu sẽ xuất hiện từ trên mặt xuống thân mình của em ấy luôn. Cổ em Puppy đeo một cái vòng nhỏ điệu luôn. Rồi chúng mình vẽ phần thân của em cún nhé. Đây là hai chân trước này. Cún lông khoang nên thân mình có khoang nữa. Còn đây là cái đuôi ngắn ngủn dễ thương. Bên cạnh em cún không thể thiếu bát đựng đồ ăn đâu nhé. Em cún này ham ăn lắm đây. Và nhớ sắm luôn một khúc xương cho em ấy chơi nữa đấy. Chuẩn luôn. Khúc xương chính là món đồ yêu thích nhất của em cún đấy. Chúng mình mà nuôi một em như vậy thì phải học cách cho em ấy ăn đầy đủ đấy. Được ăn no và đùa nghịch với khúc xương rồi, giờ thì cho em cún ngủ ở đâu đây? Đây đây, chúng mình vẽ một ngôi nhà nhỏ cho em ấy nhé. Ngôi nhà có một cái cửa vòm xinh xinh, vừa vặn cho em cún chui vào này. Phía trên có mái nhà hẳn hoi nhé. Ngôi nhà của em cún bằng gỗ, nên có các miếng gỗ như thế này. Trang trí thêm mặt tiền của ngôi nhà nào. Mặt tiền là mặt trước của ngôi nhà ý. Xung quanh ngôi nhà nhỏ của em cún, chúng mình vẽ một ít bụi cây, đám cỏ nữa nhé. Và hai đám mây ở đây nữa, nhìn thật là xinh làm sao. Vẽ như vậy xong rồi, giờ chúng mình tiến hành tô màu nhé các bạn. Để tô màu đám mây, chúng mình lấy lọ màu xanh dương nào. Xanh dương là blue nha. Chúng mình tô thật khéo để màu xanh không chạy ra khỏi đường viền nhé. Các bạn nhỏ nhớ quy tắc nào để cho màu nước không bị chỗ đậm chỗ nhạt khi chúng mình tô không? Đó là gạt nhẹ đầu bút cọ để màu nước vơi bớt đi, sau đó mới tiến hành tô. Đúng rồi. Với bộ lông của em cún, chúng mình tô màu vàng đậm chủ đạo nhé. Vàng đậm là dark yellow phải không? Đúng rồi, chúng mình tô màu dark yellow lên toàn thân em cún, trừ những cái khoang nhỏ ra nhé. Chúng mình trừ cả phần mắt, lông mày, khoang miệng, bàn chân và chỏm đuôi của em ấy không tô màu nhé. Những phần này có màu trắng. Vì có những chi tiết nhỏ nên các bạn nhớ tô thật chậm, thật khéo léo nha. Cả vòng cổ của em cún cũng để nguyên, không tô màu nhé các họa sĩ nhí. Với những cái khoang này, chúng mình tô màu nâu đi, cho khác biệt. Cũng được đó, màu nâu là brown. Một em cún lông khoang màu vàng đậm và nâu, dễ thương quá đi mất. Cái lưỡi của em ý có màu đỏ này. Với ngôi nhà, chúng mình dùng màu xanh lục để tô mái nhà nhé. Xanh lục là dark green. Chúng mình không tô lên những chấm tròn, chính là những cái đinh ra nhé các bạn. Thêm 3 miếng gỗ ngang này cũng có màu xanh lục luôn. Và cả hai miếng gỗ bên trong ngôi nhà nữa. Những miếng gỗ còn lại của ngôi nhà sẽ được tô màu xanh lá nhé. Xanh lá là green nha. Và tất nhiên, những ngọn cỏ quanh nhà cũng có màu xanh lá luôn. Ngôi nhà xanh trên bãi cỏ xanh, nhìn mát mắt đấy chứ. Chúng mình tiếp tục lấy lọ màu đỏ để tô cho bát đựng đồ ăn của em cún nào.
Khúc xương thì tô màu vàng nhé. Màu vàng là yellow. Sao em ấy không thích một cái đùi gà rán nhỉ? Vì em ấy có phải chúng mình đâu cơ chứ. Vậy là chúng mình đã cùng nhau vẽ và tô màu xong bức tranh em cún nhỏ và ngôi nhà thân yêu của em ấy rồi. Em ấy có thêm hai bạn mèo ghé thăm kìa. Ui, một bạn mèo nữa xuất hiện. Người ta bảo chó với mèo không chơi với nhau cơ mà. Có chơi, nhưng mà chơi trốn tìm nhé. Ba bạn mèo chạy đi đây. Cún ơi, chạy lại đây tìm chúng mình đi nào. Lỡ tập tô màu nào, chúng mình nhớ bấm like video, subscribe cho kênh Vbox Kids Coloring và nhấn chuông thông báo để đón xem những tập mới nha.